cũng tại triển lãm việc biêu thương hiệu nhà bếp maloka đã giới thiệu không gian bếp sang trọng nổi bật với các sản phẩm có thiết kế mới lạ độc đáo đảm bảo thẩm mỹ cũng như tính năng ưu việt trong đó có dòng máy hút mùi trang trí có kiểu dáng ấn tượng trong đó có dòng máy hút mùi trang trí có kiểu dáng ấn tượng lạ mắt và đầy tính sáng tạo dòng máy hút này còn hội tụ nhiều tính năng ưu việt như màng lọc tự động làm sạch hệ thống cảm biến nhiệt tự điều chỉnh tốc độ hút theo nồng độ khói chất liệu chống bám dính dầu mỡ tốt độ ồn thấp hệ thống hẹn giờ tự động hay công nghệ đèn led tiết kiệm điện nhân dịp này đơn vị cũng đồng loạt triển khai nhiều thú vị cho khách hàng như khuyến mãi nấu ăn trúng thưởng